Mình xin chào cả nhà cô chú anh chị em và các bạn nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp chia sẻ cách nấu nước dùng để vào ngăn mát tủ lạnh, khi nào mình ăn mình cần ra mình lấy mình nấu, khỏi cần phải mất công mỗi lần nấu là mình phải mỗi lần làm nấu ăn thì mình phải mỗi lần nấu nước dùng mất công nha. Mình làm như vậy vừa tiện vừa lợi, có khi các bạn cô chú anh chị em mà sáng đi làm á, rồi lấy một bịch nước dùng hoặc là cá keo cái lọ gì ở nhà cô chú có cái gì thì mình đựng cái nấy, rồi mình lấy ra rồi mình để cho nó đã đông xong rồi mình sẽ cho vào nồi mình nấu, rồi mình cho những cái nguyên liệu gì mình cần nấu, bánh canh, phở, hủ tiếu, nước lèo, lẩu cái gì á thì mình ra mình nấu rất là nhanh nha. Bây giờ trước tiên thì ở đây là mình bắt một nồi nước là 2,5 lít, mình nấu đậm đặc nha, chứ nấu mà loãng quá đó, rau củ quả ít quá mà nước thì nhiều quá thì mình cho vào tủ lạnh nó sẽ đầy cái tủ lạnh hết. Mình cho nước ít nhưng mà khi nấu ra mình pha thêm nước sôi vô là mình sẽ nấu ăn được, nó ra được nhiều nước nha. Mình nấu dạng cô đặc một chút nha. Ở đây là có củ sắn, 2 củ su, 3 củ cải đỏ, 1 củ cà rốt, 1 củ cải mặn nha. Dưới ở đây là bắp cải, 1 gốc 4 bắp cải. Là cái này là tổng cộng là 2,7 kg. Tổng cộng là 2,7 kg mà mình lấy nước thì chỉ có 2,5 lít thôi. Ở đây là 1 cái củ tỏi mình nướng rồi, 3 cái củ hành, 3 cái củ hành tím mình đã nướng rồi. Bây giờ mình đi rửa cho sạch nha. Mình ta làm tới đâu mình sẽ chia sẻ tới đó. Giờ mình sẽ đi rửa. Bây giờ mình sẽ đi sắc rau củ quả nha. Củ cải này thì mình cũng sắc ra vậy nè, cho nó ra nước, còn để nguyên củ nó sẽ lâu ra nha. Củ cải đỏ mình không cần phải sắc to, mình sắc mỏng mỏng gì cho nó mau ra nước. Nếu các bạn sắc cục nhầy nè, mình nấu hả cả tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ nó mới ra được hết. Còn cái này là mình sắc như vậy là nó sắc. Mình sắc như vậy nè, mình lâu ra nước, mình nấu chừng nửa tiếng đồng hồ là được rồi. Cái nào cũng sắc mỏng hết, chứ mình sắc to vậy mình hầm nó hao điện hao ga lắm. Mình hầm cả tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ. Cái nào mình cũng sắc mỏng hết nha. Còn bắp cải các bạn hay tách ra nha, tách ra mình rửa nó mới sạch. Còn để nguyên cái bắp á, rồi mình sắc ra, mình sắc sắc vậy mình rửa sẽ không sạch nha. Mình khi mình rửa thì mình chịu khó, mình ngâm nước muối xong mình rửa này, mình chịu khó, mình kỳ kỳ nó nhớt lắm nha các bạn. Cái này là mình nấu nước dùng. Bây giờ mình bắt nồi nước lên rồi, mình cho củ hành vào, củ hành mình đã rửa, tỏi. Cái này các bạn có thể thêm 1 củ tỏi nữa nha, tại vì tỏi nó hơi ít, tại những giờ nhà mình cũng hết tỏi rồi. Nên mình chỉ làm cho, mình chia sẻ cho cô chú anh chị em thấy là phải làm có như vậy thôi. Đó, nhưng mà có thêm 1 củ tỏi nữa nha, mới thôi với 1 nhánh gừng. Gừng nữa cũng phải nướng nha, nướng mình thả vô. Bây giờ mình cho tổng hợp hết vào nè. Cái này 2,7 kg rau củ, nước 2,5 lít. Mình nấu dặn mình cô đặc. Khi nào mình nấu nguội xong mình cho vào keo, vào hũ, vào bọc gì cũng được hết. Cái nào mình để được thì mình cứ để. Khi nấu ăn thì mình cứ đừng, mình chia ra nha. Chia ra một lần là mình nấu một bọc. Thì mỗi lần mình nấu ra rồi mình sẽ thêm nước lọc vào. Tại này là mình nấu cô đặc lại. Chứ nếu mà như nồi này thì mình phải nấu 4-5 lít nước. Thì khi nấu mình bỏ vô tủ lạnh nó nhiều quá, nó chặt cứng tủ lạnh à. Mình ít rồi khi mình nấu như vậy á, khi mà mình nấu xong á thì mình cho ít nhưng mà ra mình thêm nước lọc. Cho tất cả vậy. Cái miếng hành này hồi nãy nướng rồi nó còn văng lại tí xíu cái vỏ. Chứ không phải rùi bầu qua gì nha. Rồi bây giờ mình để thì mình hầm nha.
bạn có thể hầm để một tiếng hoặc là nửa tiếng cũng được, mình bận công chuyện nửa tiếng. Nhưng mà khi mà muốn kiểm tra chắc chắn 100%, khi nào nấu xong các bạn cứ lấy thử một miếng ăn. Mình lấy thử một miếng coi, mình nhai thử coi nó còn ngọt không. Ngọt thì mình để thêm, còn nếu mà còn lặt nhắt thì mình bỏ nha. Tại hồi xưa mình nấu nước lèo mà bún để mình bán mặn á, là mình nấu cái bắp cải nó lặt nhắt thì các bạn, lặt như nước mía luôn, lặt nhắt, lặt hèo, lặt như nước vậy đó. Rau củ quả này cũng lặt nhắt à. Đó, rồi bây giờ mình để thì mình hầm nha. Bây giờ nước dùng rau củ quả của mình đã sắc xuống rồi nha các bạn nè. Hồi nãy mình lấy ra lé đé nồi nha, mà giờ còn có nửa nồi nè, nửa nồi mà còn sát nữa nha. Nè, cái này là mình nấu nước cốt kẹo nha. Mà mình cũng xin thưa thêm với cô bác anh chị em, cái này là mình phải có chừng một cái mốt, hai cái mốt hương á, mà mốt hương mà loại mốt già nha, đừng lại lấy loại non đó. Rồi mình sắc mình cho vô với một trái bắp Mỹ hoặc hai trái bắp Mỹ nó cho vô, tại hôm nay ở đây mưa gió quá đi rồi mình không có mua được cái gì hết á, rồi ở nhà còn cái gì thì mình chia sẻ cái nấy. Nhưng mà trong cái nồi này thiếu một trái bắp hoặc hai cái, rồi mốt hương mà loại mốt già là các bạn nấu nó sẽ ngọt, nó sẽ không đen nước. Nước hương đừng có cho nhiều quá, cái nước của mình sẽ đen nha. Này các bạn thấy cái màu nước dùng của mình đẹp ghê không đó. Bây giờ mình sẽ vớt ra nha, bây giờ mình sẽ vớt rau củ quả ra nè. Mình hầm một tiếng rồi nên mình nếm thử những cái rau củ quả này nó lặt nhắt rồi, không có xài được nữa. Trừ khi nào mà anh chị em muốn ăn rau củ quả này á, thì mình thay vì mình hầm một tiếng, mình hầm chừng nửa tiếng thôi, là mình lấy rau củ quả lại mình xào, mình kho, mình nấu, mình ăn về nha. Mình muốn chế biến món ăn cái gì mình ăn. Còn này mình chỉ lấy nước cốt thôi. Thành này các bạn thấy nước cốt ít. Cái này khoảng bây giờ chỉ còn chừng 1 lít rưỡi thôi. Nó cạn lại rồi, còn hồi nãy 2 lít rưỡi mà giờ còn 1 lít rưỡi thôi. Bây giờ mình để nguội nha. Để nguội xong rồi mình vô cái bọc hoặc cái lọ, cái hũ ở nhà các bạn cô chú có cái gì thì mình đựng ở nấy. Để nguội cho vào, xong rồi mình cho vào ngăn đá nha. Khi nào mình ăn mình lấy ra mình pha thêm nước lọc, tại cái này là cô đặt rồi, nó không có ấy nữa. Bây giờ mình sẽ cho vào đây hơn một muỗng cà phê muối nha. Hơn một muỗng cà phê muối. Rồi bây giờ nồi nước dùng của mình đã xong rồi nha. À, mình đã chia sẻ xong rồi. Bây giờ cứ để nguội cho vào hộp đồ hũ rồi cho vào ngăn đông đá tủ lạnh. Khi nào mình ăn thì mình lấy ra mình thêm nước lọc. À, mình muốn dặn kỹ nên mình nói hơi nhiều, mong các bạn thông cảm nha. Mình cho vào thêm một cái hai hoặc hai cái mứt hương với bắp, một cái hai cái bắp nữa thì cái nước dùng của mình nó càng ngọt hơn thêm nha. Cái này là mình thiếu hai cái vị đó đó. Thôi bây giờ nồi nước đèo của mình đã hoàn thành rồi. Mình chúc các bạn làm món này tiện lợi nha. Sáng dậy mình cho vào tủ lạnh, sáng dậy rồi cái mình lấy ra, mình có thể mình nấu nuôi, nấu bánh canh, nấu cái gì đơn giản thôi, là mình bắt lên sôi là mình nêm nếm theo gia vị, thêm sắc hành ngò bỏ vô là được thành rồi nha. Thôi giờ mình xin chào nha, chúc cả nhà được dồi dào sức khỏe.